Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không tốt. Ngọc Huyền hứa lần sau sẽ dọn qua nhà anh Nam ở để chăm sóc anh. Gần đây, Ngọc Huyền được cấp phép về Việt Nam biểu diễn sau thời gian dài ở hải ngoại. Chị tham gia game show, tổ chức live show để kỷ niệm 35 năm vào nghề. Nghệ sĩ cải lương chuẩn bị cho live show Yêu Đời, Yêu Người vào tháng 12. Dàn nghệ sĩ tham dự nhiều cây đa cây để như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Danh Hải Hoài Linh, Kim Tự Long, Kim Tiểu Long, Phương Hồng Thủy, Minh Nhì, Thanh Hằng, Quỳ Trân, Trần Thành, Dương Đình Trí, Bình Tinh, Hòa Hiệp, Bà Thắng, v.v. với nguyên dàn nhạc cụ, nhạc tân. Ngọc Huyền sang nhà thăm Vũ Linh, đồng thời mong đàn anh tham gia live show quan trọng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cực kỳ hào hứng, anh sẽ tham gia live show của bé Huyền với điều kiện sức khỏe anh tốt. Chị cũng vui mừng không kém, live show của em gái mà có sự tham gia của anh Năm thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng sức khỏe của anh vẫn là trên hết, có thể lần sau về nước em sẽ dọn qua nhà anh ở để chăm sóc sức khỏe cho anh. Sau 2 năm vắng bóng trên tất cả các sân khấu biểu diễn vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ chính thức tái xuất trong chương trình Đêm Hồng Phượng của người đưa đò. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một ngôi sao sáng của sân khấu cải lương, anh từng được mệnh danh là ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Mà cho đến nay, chưa có nam nghệ sĩ cùng thời nào có được sức hút bằng khán giả anh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuất hiện trong chương trình truyền hình Sao Nổi Ngôi, hỗ trợ cho cháu gái Hồng Phượng qua tiết mục Duyên Kiếp, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Cũng trong năm đó, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ Hồng Phượng đã đoạt giải Á quân và có những bước đi rất vững chắc trên con đường sự nghiệp cho đến nay. Sau chương trình đó, vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như không nhận lời tham gia biểu diễn ở bất kỳ sân khấu nào. Khán giả cả nước cũng như kiều bào luôn mong đợi sức khỏe của anh hồi phục để được xem anh xuất hiện trở lại trên sân khấu. Tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tái xuất ở thời gian tới khiến khán giả người hâm mộ vỡ hòa. 2 năm qua, không biểu diễn trên sân khấu đối với Vũ Linh là một quãng thời gian rất dài. Vũ Linh thật sự rất nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ các bàn diễn, nhớ tiếng vỗ tay của khán giả. Hiện tại sức khỏe của Vũ Linh đã tạm ổn định nên anh quyết định biểu diễn trở lại, xem như một món quà tri ân đến khán giả, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ. Dù không còn ở độ tuổi trẻ trung như xưa và nhan sắc cũng có phần hao mòn. Vì trải qua thời gian điều trị bệnh nhưng tinh thần của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng vẫn vô cùng minh mẫn và vui vẻ. Vũ Linh vẫn giữ phong độ và ánh mắt tinh anh. Nụ cười rạng rỡ làm say đắm khán giả một thời, sự trở lại gần này của anh khiến công chúng múa điệu cải lương thêm phần náo hức và được nhìn thấy thần thái của ông Hoàng Cải Lương một thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.